Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Tính đến sáng ngày 7 tháng 5, số người được xác nhận là đã chết trong thảm họa chìm phà Seoul đã tăng lên 268 người, hiện còn 34 người mất tích. Trong khi đó, dư luận Hàn Quốc khá sốc khi mà nguyên nhân chính của thảm họa đường thủy thời hiện đại của nước này đã được công bố. Theo hãng tin Yonhap, vào ngày 7 tháng 5, các nhân viên cứu hộ sẽ tiếp tục thực hiện công việc tìm kiếm những người bị mất tích trong vụ chìm phà Seoul trong bối cảnh thời tiết vùng biển Tây Nam Hàn Quốc khá thuận lợi. Lực lượng của Cảnh sát biển, Hải quân và các thợ lặn dân sự đã mở đường vào 64 khoang trên con phà, những nơi được cho là có người khi tai nạn xảy ra. Theo kế hoạch, sau khi tìm kiếm toàn bộ 64 khoang, các thợ lặn sẽ tìm kiếm ở những khu vực công cộng trên phà như là hành lang, phòng ăn và hội trường. Cùng ngày, hãng tin CNN dẫn lời phát ngôn viên của Cảnh sát Hàn Quốc cho biết, kết luận từ cuộc điều tra do cảnh sát và các công tố viên tiến hành cho thấy một phần nguyên nhân gây ra thảm họa hàng hải tồi tệ nhất thời bình của Hàn Quốc là do phà Seoul đã chở theo khối lượng hàng hóa nặng gấp đôi quy định an toàn. Bên cạnh đó, hàng hóa được buộc lỏng lẻo đã góp phần làm cho phà bị lật.